quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, do quá trình đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, có nghĩa là chúng ta làm lúa liên tục nhiều vụ liên tiếp ở trong năm, cho nên là đã gây ra một cái áp lực dịch bệnh nó ngày càng nặng nề hơn. Đặc biệt là cái sự gây hại ngày càng phổ biến của các đối tượng, của nhiều cái đối tượng mà nó có kích thước nhỏ, rất là khó nhận dạng. Với chủ đề của chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 44 của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay đó là quản lý các đối tượng dịch hại mới nổi trên lúa. Mong rằng qua chương trình này rồi cũng sẽ giúp cho bà con nông dân chúng ta có cách thức nhận dạng và đối phó hiệu quả đối với những cái đối tượng dịch hại mà trước đây ít có cơ hội mà chúng ta ghi nhận nó được. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu các nhà nông đã đồng hành với chương trình của chúng ta lên sân khấu để tham gia giao lưu trực tiếp trong chương trình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà nông Nguyễn Văn Tám đến từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhà nông Phạm Thị Diễm đến từ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nhà nông Nguyễn Văn Trẻo đến từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và nhà nông Nguyễn Văn Dành đến từ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Và đồng hành cùng với bà con nông dân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian tham gia giao lưu chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, theo nhận định của Phó giáo sư, vậy thì những cái đối tượng dịch hại nào mà tạm xếp là những cái côn trùng thuộc cái nhóm mà được xem là khá mới có xu hướng gây hại trên ruộng lúa đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây? Dạ, thì nó có nhiều cái vấn đề, nhưng mà chúng tôi nghĩ khác, nhưng mà chúng tôi muốn biết là nông dân của mình ở trên đồng ruộng sao, cho nên sẵn có quý vị nông dân ở đây, cho nên trước tiên tôi muốn hỏi anh Tám ở Cai Lậy thì theo anh chỗ này là mình canh tác lúa ba vụ, thì trong cái thời gian gần đây mình thấy những con nào gọi là sâu hoa rầy hay là côn trùng đó, nó gây hại cây lúa mình theo anh? Mời anh Tám. Dạ, theo chú thì giống như thầy muốn hỏi là cái con vật nào mà gọi là nó mới mới á? Sâu. Dạ. Côn trùng gây hại nào? Ở đây thì tôi cũng người nông dân, người cũng làm, cũng người cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng mà những cái con mà dịch hại là sâu rầy xuất hiện thì đúng ra là nó có những cái mới là cái tiếng trùng bú rễ là bú rễ có xuất hiện khoảng 5-7 năm trở về đây. Dạ, dạ. Là nó có xuất hiện. Còn cái nào nữa không anh? Thấy nó càng nhiều. Dạ, còn nào nữa không? Nào anh sợ nữa không? Cho nên thì theo tôi kinh nghiệm thì hồi nãy giờ tôi cũng chưa thấy là cái con đó hình dáng nó ra sao. Thì cũng chưa biết nó. Rồi rồi. Nhưng mà chỉ biết là cái lúa mình nhổ lên là thấy nó có bú rễ vậy thôi. Dạ. Rồi thêm con nào nữa không? Ngoài ra thì nó còn một cái con là nhện vé. Nhện vé. Xuất hiện từ cơ bản là 5-7 năm nay trở về đây. Dạ. Thì hai cái đối tượng đó thì đúng ra cái người nông dân thì cũng băn khoăn, cũng lo lắng. Cũng nhờ các cái nhà diễn giả thì may quá mình có chị Diễm là nông dân nữ ở đây, quý quá. Bây giờ sẵn chị Diễm có thể góp ý thêm chú Tám coi mình ở chỗ mình có con nào theo chị nguy hiểm mới đây, mới xuất hiện gần đây. Dạ, theo tôi thì trên đồng ruộng cái côn trùng xuất hiện mới đây là nhện vé. Dạ. Là khoảng trong vòng 4-5 năm nay. Thì nhện vé là cũng rất là có hại, nên cũng là mối băn khoăn của nhà nông chúng tôi. Còn gì nữa không? Theo chị có nhận định con gì nó khác với chỗ chú Tám kể không? Thì ở trên đồng ruộng của tôi thì còn có bù lạch, nhưng mà bù lạch thì nhiều năm trước đã có rồi, nhưng mà bẵng đi một lúc cũng khá lâu, khoảng 2 năm nay thì bù lạch lại xuất hiện lại. Thì ở đồng ruộng của tôi có thêm con bù lạch nữa. Dạ. Vâng, vậy thì chúng tôi xin mời Phó giáo sư. Nghe cái ý kiến không ai hơn bằng thực tế của nông dân. Mình nói gì nói, nhưng mà quan trọng là nó ở ngoài đồng người ta lo hay không.
Thì qua cái đó thì chúng tôi cũng có thêm một số nhận xét. Thứ nhất là cái con nhện dé là cái con mà có thể nói gần đây đã gây hại rất là nhiều. Lúc trước thì chúng ta nghe nói ở mấy cái vùng như là An Giang, Đồng Tháp trong cái vụ hè thu, sau cái mùa khô thì bắt đầu cái ruộng nào mà lồi lõm chỗ khô khô nhện dé nó nhiều. Nhưng mà gần đây thì bây giờ nhiều tỉnh, nghe nói tỉnh nào cũng bị nhện dé hết, phải không các anh? Nhện dé hết. Mà chẳng những vụ hè thu mà trái lại còn những vụ khác, vụ thu đông, vụ đông xuân cũng bị luôn, phải không? Cho nên là không biết lý do nào mà nó càng ngày càng tăng lên. Thì người ta gọi là nhện dé, gọi là nhện là vì nó rất nhỏ. Thí dụ như cái cây lúa này chúng ta thấy đây, cái bông ở trên này nó bị lép lép, đen đen cậy á. Thì chúng ta có nhiều lý do, nhưng mà có những lý do mà nếu mình kỹ á, coi ngay ở cái bẹ lá ở phía dưới á, nó có cái vết nâu nâu, người ta gọi là cạo gió đó. Các bạn thấy nó cái vết nâu 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 nâu. Nếu mình tách ra, mình thấy ở bên trong này, nhìn kỹ mắt của tôi là phải đeo kiến hay là có cái lúp mới được, nhưng trẻ trẻ mới được. Nhìn thấy có những con nhỏ nhỏ nó trắng trắng nó chạy lúc nhúc ở trong này. Tức là nó đã ở trước ở trong này rất lâu, khi cây lúa đứng cây là nó ở trong đó rồi. Và khi mà cây lúa trổ thì nó lên tấn công. Lúc này đã trễ rồi, cho nên chúng ta phải phát hiện sớm khi cây lúa đứng cây ở chỗ này để chúng ta trị nó. Cho nên đối tượng này hiện nay gây hại rất là nhiều, cho nên chúng ta đang ở quan tâm, cho nên chúng ta tìm cái biện pháp nào để mà chúng ta khống chế được nó. Cái đối tượng thứ hai á, tôi muốn nhắc đây là cái đối tượng mũi hành. Hiện nay ở trên tỉnh Đồng Tháp mũi hành rất là dữ, và sắp tới thứ hai tuần tới này có một cái hội nghị về cái mũi hành. Cái con này ta còn gọi là lúa năng nữa, bởi vì cái giá lúa khi cái chồi lên lên thì nó phát triển thành cái ống ngắn ngắn giống như là lúa năng, nó màu xanh lợt. Còn khi mà nó phát triển dài lên rồi thì nó xanh đi, gọi là giống lá hành, trên mũi hành. Thì cái đối tượng này là do con mũi nó đẻ trứng trên cái lá non rồi nó chui vô đọt non nó tấn công, và mấy cái chồi nó lên nó phát triển thành cái ống ống hết trơn, không có. Cho nên cái này hiện nay cũng là đối tượng đương nó phát triển rất là dữ mà chúng ta cũng đang có lo. Và như là các bạn nói cái nhện dé, thì tôi nghĩ nhện dé trong cái hôm nay chúng ta sẽ bàn nhiều cái vấn đề nhện dé với lại cái tiếng trùng bú rễ. Tôi thấy gần đây các anh chị ở bên Cái Lậy nói là tiếng trùng bú rễ cũng nhiều như nãy anh Tám nói. Đó, cho nên cái vấn đề này chắc cũng là sẽ được bàn kỹ. Nó ra làm sao, con tiếng trùng nó nhỏ nhỏ ra làm sao, rồi nó chui vô rễ, nó làm cái rễ nó phù lên, cây nó không phát triển được, trị rất là khó. Như sao đây? Cho nên những cái vấn đề đó cũng là một vấn đề quan trọng. Gần đây thì tôi cũng nghe nói là có cái loại là rầy phấn trắng. Cái con trắng 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 nó rất nhỏ. Mà nếu mình lấy tay mình đập đập lúa thì nó bay lên như phấn à. Vì nó rất nhỏ mà. Chứ thật ra nó là con như con rầy nhỏ xíu à. Nó chỉ tấn công cái lúa, nhất là trong cái mùa hè thu, mùa nắng nóng như thế này. À, cho nên một số đối tượng đó, cái này thì thật ra nó không có mới, nó có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó chỉ gây hại nhỏ nhỏ thôi. Nhưng bây giờ cái điều kiện nào làm cho cái con này nó bộc phát lên, phát triển lên, nó gây hại nhiều. Có thể là chúng ta làm 2-3 vụ hay không. Bây giờ nếu mà không làm 2-3 vụ làm gì ăn. Cho nên nó khổ cái chuyện đó. Một chuyện, ta nói thời tiết nóng lên, mấy con nhỏ nhỏ thì nó không chết mà trái lại nó phát triển rất nhanh lên. Cho nên có thể vì vậy mà nó có cái điều kiện phát triển lên. Cho nên mấy đối tượng đó là chúng ta sẽ cố gắng mổ xẻ để trong cái vụ hè thu này làm thế nào ngay từ đầu chúng ta nắm được nó, để chúng ta có thể xử lý nó kịp thời mà bảo vệ được luôn hè thu. Thì đó là một số vấn đề chúng ta cần phải thảo luận hôm nay. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Tức là vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh cũng giới thiệu cho chúng ta một số những cái đối tượng côn trùng gây hại trên lúa mà chúng ta nói mới nổi, có nghĩa là nó mới hoành hành nhiều gần đây, đúng không ạ? Chứ thật ra này nó cũng đã có mặt lâu trên đồng ruộng của chúng ta rồi. Vậy không biết về các nhóm tác nhân gây hại ở trên lúa thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim là loài nào được xem là mới nổi trên các cái vùng lúa đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây ạ? Nếu mà nói về cái thêm cái những cái bệnh mà có thể nói là mới nổi sau này đó, thì cái bệnh mà ở trong cái mùa mưa là cái bệnh thúi gốc do vi khuẩn. Thì cái bệnh này đó là cái bệnh mới xuất hiện khoảng chừng 7 năm trở lại đây thôi. Đầu tiên là nó xuất hiện ở một địa điểm thôi, nhưng mà sau đó vài 3 năm là nó lan dần. Đó là do nó lây lan theo cái con đường nước tưới. Thành ra là nó lây, nó vi khuẩn nó ra ngoài ruộng, ra ngoài nước sông rạch, rồi sông rạch nó mang qua cái ruộng khác, cho nên lây lan rất là nhanh.
Còn một số bệnh nữa thì nó cũng có xảy ra, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Thí dụ như cái con tuyến trùng mà nó làm khô đầu lá đó, thì tôi phát hiện được cách đây 3-4 năm ở cái vùng Trần Đề của Sóc Trăng. Nhưng mà rồi nó lặn đi. Rồi thỉnh thoảng tôi lại có nghe một số nông dân ở nơi khác cũng phát hiện có nó, nhưng mà nó cũng không có phải là quan trọng lắm. Thành ra cái bệnh hại đó thì nó phát triển, nó xuất hiện rồi nó phát triển hay không cũng tùy theo cái điều kiện cái trồng lúa của bà con mình, rồi tùy theo điều kiện của môi trường, trời nắng nóng, trời mưa nhiều vân vân, thì những cái điều kiện đó nó ảnh hưởng, nó làm cho cái bệnh đó có thể tiếp tục phát triển lan lớn ra, hoặc là nó bọc lên rồi cái thì nó dìm xuống. Thành ra chúng ta thỉnh thoảng là hay gặp những cái bệnh lạ như thế. Như vậy là những cái bệnh mới nổi thì tôi thấy là chỉ có một số bệnh như vậy. Còn nhiều là bệnh quen. Bệnh thường xảy ra. Đạo ôn rồi trái bìa lá là bà con mình thấy rất là thường. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nhất Kim. Thưa bà con, thưa quý khán giả, chúng ta vừa được nghe phần trao đổi giữa hai nhà khoa học với bà con nông dân, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái đối tượng bệnh hại nó mới nổi và nó gây hại trên lúa của bà con ngày càng phổ biến. Và bây giờ chúng ta đi vào một cái đối tượng cụ thể để xem đó là cái đối tượng nào đây. Đó là tuyến trùng gây hại ở bộ rễ lúa. Và sau đây là những ghi nhận của chúng tôi để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đây là ruộng lúa của bà con nông dân trong mô hình sức mạnh sinh học ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trong vụ hè thu 2015. Giống lúa được gieo xạ là IR50404 được khoảng 25 ngày tuổi. Theo bà con ở đây cho biết, thì tình hình thời tiết khá thuận lợi, các đối tượng dịch hại đáng chú ý ở đầu vụ như rầy nâu sau cuốn lá, bệnh cháy lá đang được kiểm soát tốt. Vấn đề mà nhiều bà con nông dân đang quan tâm là nhiều ruộng lúa đang bị nhiễm bệnh bướu rễ. Dấu hiệu dễ nhận thấy là rễ lúa bị ngắn lại, chóp rễ phù to, có nhiều dạng khác nhau, kích thước từ 1 đến 3mm. Nếu chỗ bị nặng, làm bộ rễ kém phát triển, cây lúa có xu hướng bị lùn, lá hơi vàng, tăng trưởng chậm. Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện khi lúa được 10 ngày tuổi. Tuy chưa gây thiệt hại nặng đến năng suất, nhưng diện tích và mức độ nhiễm bệnh ngày càng nhiều, làm cho bà con nông dân ở đây lo lắng. Gần đây thì là bướu rễ nó phát triển nhiều, rồi đúng nông dân là cũng thường là âu lo lắm, bị gì mình là cái này giống như là chứng bệnh lạ mà tham khảo với nhà khuyến nông thì nói không có thuốc đặc trị đó. Chỉ là mình xịt Balati vô rồi mình giải phân để cho nó phát triển là hồi phục cây lúa thôi, chứ còn là thuốc trị thì nó không có. Dân đây thì nắm được theo nó nằm trong cái tiếng trùng, nằm trong đất, nó sinh trưởng, nó nằm trong đất, dân đây không có thấy được. Mà nông dân thì ai thấy cái lạ này thì nông dân ai cũng lo. Từ đây tới vì sao nó sợ nó phát triển nhiều hơn nữa thì nông dân mình là càng lo nhiều hơn. Thì giờ muốn là để cho nhà khoa học hướng dẫn để giúp đỡ cho nông dân cái vùng này để trở vì sao nó hạn chế bớt. Theo bà con ở đây cho biết, bệnh có xu hướng phát triển mạnh hơn ở những chân ruộng khô thiếu nước. Do đó, khi phát hiện có bướu rễ thì bà con cho đất ngập nước để khống chế sự phát triển của tuyến trùng. Việc sử dụng các loại thuốc hóa học được cho là kém hiệu quả nếu không điều tiết được mực nước trong ruộng. Tuy biết được tác nhân gây ra hiện tượng bướu rễ lúa là tuyến trùng, nhưng đa phần bà con nông dân đều không nhận dạng được chúng ngoài đồng ruộng. Đặc biệt, rất ít bà con biết được những thông tin về dòng đời, tập tính sinh sống, điều kiện phát sinh, phát triển của chúng. Chính vì vậy, những kiến thức chuyên sâu về loài tuyến trùng gây ra hiện tượng bướu rễ trên lúa sẽ giúp cho bà con nông dân đối phó hiệu quả hơn với loài dịch hại này trong thời gian tới. Dạ, thưa bà con, thưa quý khán giả, nhằm để giúp cho bà con có thể hiểu rõ hơn về tuyến trùng gây ra cái hiện tượng bướu rễ trên lúa thì chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh có thể là giới thiệu cho bà con được biết một số những cái đặc điểm cơ bản của tuyến trùng mà hầu như là trong thực tế thì bà con hình như là ít hoặc là không có nhận thấy được nó. Dạ, thưa bà con, cái chữ tuyến trùng có nghĩa trùng nó giống như con trùng á. Hình dung nó giống như con trùng dài, tuyến ống nó tròn tròn lại. Con trùng của mình thì nó cong queo, nhưng mà cái con này nó chỉ dài chứ ít khi mà nó cong queo lại, cho nên có lẽ người ta gọi tuyến trùng là kiểu như vậy. Thì cái con này nó rất nhỏ, nó giống người ta gọi giống loại kim á, thường thường nó ở dưới nước, dưới đất rồi nó chui vào ở trong cái cây nó tấn công. Cho nên cái triệu chứng ở bên trên mình rất khó nhìn thấy. Thường thường là thấy cái lá nó cũng vàng xuống, cây nó
rụng chậm phát triển hay là cái lá non nó lên nó quấn 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 này kia, giống nhiều cái triệu chứng khác. Do đó mình muốn biết nó là tiếng trùng nào thì mình phải xem ngay ở dưới cái rễ nó, dưới gốc nó bị nó ở bên trong không à. Cho nên quan trọng ở chỗ đó. Thì hồi xưa mình có một cái loại tiếng trùng gọi là tiếng trùng tim đột sần, thường thường ở trên lúa mùa mà ở chỗ nào mà ngập sâu á, bây giờ mình hết lúa mùa rồi thì ở những chỗ đó trên cái đọt cái lúa nó có những cái đốm trắng 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 rồi cuối cùng trổ không được. Nhưng bây giờ hết cái này rồi thì con tiếng trùng nó ở bên trong đó. Nhưng mà cái bây giờ là cái mà chúng ta mới phát hiện là chúng ta đề cập nãy á, là tiếng trùng bú rễ. Cho nên thấy cái triệu chứng đó là chúng ta phải xuống, chúng ta nhổ cái cây lúa lên. Hồi nãy mình có rất nhiều hình ở đây, tôi cũng có nè. Ví dụ cây lúa non, thường thường cái lúa mạ non ở dưới rễ nó có những cái bú, và nếu mà chúng tách ra chúng ta thấy có con tiếng trùng nằm ở trong đó, nó đang phát triển ở trong đó. Thì con tiếng trùng như tôi nói nó rất nhỏ, nó ở trong nước, nó bò bò ăn nước. Con đực con cái cũng có, con đực con cái bắt cặp xong rồi cái con cái nó sẽ đẻ trứng bằng cách là nó chui vào cái đầu của cái rễ non mới phát triển. Nó rất nhỏ mà nó chui vào bên trong, nó ở bên trong đó, cái nó ăn cái chất dinh dưỡng ngay cái đầu rễ phát triển, nó làm cho cái rễ không phát triển được mà trái lại nó phát triển, nó mạnh lên, nó mập lên và nó ở bên trong đó, nó phát triển lên thì trở thành cái bú. Mỗi cái bú này là phát triển một con thôi và cái đó là con cái. À, cho nên cái con này khi mà nó lớn đủ rồi đó thì nó sẽ đục lỗ, nó chui ra ngoài, nó bắt cặp và nó đẻ trứng trở lại. Cho nên người ta gọi là tiếng trùng bú rễ là như thế. Cho nên phải nhổ cái gốc cái cây lúa lên coi. Thì cái thời gian mà nó ở trong cái rễ này vào khoảng 2 tuần đến 3 tuần lễ. Còn con cái nó ra ngoài đó, nó sống 1-2 tuần và nó bắt cặp, nó đẻ trứng lại. Và cái trứng nó cũng thành được cái hình đó, bạn thấy là các bạn thấy cái trong hình này, nó có người ta để cái trứng của nó đó, nó tạo thành cái khối. À, cái khối cũng tròn tròn giống như cái bú rễ à, nhưng mà nó nhầy nhầy, trong cái khối có rất là nhiều trứng. Cho nên cái vòng đời của nó khoảng 1 tháng và nó tấn công chủ yếu là cái lúa non, bú rễ lúa non. Thì cái điều kiện phát triển bú rễ như thế này đó thì thường thường là cái vụ xuân hè, hè thu. Bởi vì nó trong cái mùa nắng này nó có thể sống dai, nó ở trong mấy cái cỏ lồng giựt, cỏ lúa rài là ở xung quanh. Và khi mà nếu mà chúng ta gieo xạ mà không có nước đầy đủ thì từ những cái cỏ rài, lúa rài đó nó sẽ đi qua cái ruộng nó tấn công của mình. Và nó thích khô hạn, cho nên cái ruộng nào mà khô hạn bị cái này nhiều. Do đó mà nếu mà chúng ta làm đất kỹ và sau khi gieo xạ ở cái thời vụ làm sao mà chúng ta có nước phủ đầy đủ thì cái nhện dé cũng như là cái tiếng trùng bú rễ này sẽ ít. Đó, cho nên cái vấn đề khống chế bằng nước rất là quan trọng để cho nó đừng phát triển và theo dõi nó. Cho nên nếu mình để nó phát triển nhiều rồi rất khó, vì nó ở bên trong này, rất kín ở bên trong, chúng ta phun đâu có chết. Chúng ta phải rải cái thuốc, mà cái thuốc đó là nó tan vào trong nước rồi nó lưu dẫn, có nghĩa là cái rễ nó hấp thu lên nó mới giết ở trong đó, rất là khó. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng thuốc hột, chúng ta rải thì phải rất cẩn thận khi nào nó nhiều đáng kể. Chứ nếu mà chúng ta thấy 10 bụi rải rác á, mà chỉ có 3-4 bụi mà nó bị này thì coi như là không nên rải, bởi vì nó sẽ ngộ độc nước của mình. Mà trái lại cỡ 5 bụi trở lên mà nó có nhiều nhiều như vậy thì bắt buộc chúng ta phải rải, chúng ta bao bò lại. Thì cái chuyện này thuốc nào thì có thể công ty sẽ giới thiệu cái đó. Nhưng mà cái đây là cái vấn đề chẳng đặng đừng thôi. Cho nên quan trọng là chúng ta làm sạch cỏ dại, chuẩn bị ruộng hè thu hay là xuân hè để chúng ta có cái mặt bằng rất là tốt. Và sau khi xả rồi chúng ta giữ nước thì khống chế được cái này. Khống chế là cái chuyện quan trọng, chứ trị nó là cái chuyện rất là khó. Dạ, xin cảm ơn khoa giáo sư. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng tham gia giao lưu với phía bàn bên kia một chút và chị Trân ha. Dạ, liên quan đến tuyến trùng gây hại cho bộ rễ lúa thì không biết là phía nhóm bà con nông dân ở trong cái nhóm mô hình sức mạnh sinh học mà công ty Tân Thành đã triển khai đó, thì chị Trân đã hướng dẫn cho bà con của mình cái cách để mà mình đối phó với cái hiện tượng này như thế nào? Trước tiên thì tôi sẽ nhờ chỗ chú Tám chia sẻ cái phần là chú đã ứng phó như thế nào trong trường hợp là chú vừa nói là ruộng của chú bị rất nhiều cái tiếng trùng bú rễ như vậy. Mời chú Tám, chú đã làm gì ở trên ruộng của mình khi mà bị như vậy? Cái bú rễ là theo tôi đó, thì có dùng cái thuốc của công ty Tân Thành là cái loại Lacti
cho nên là xịt xuống rồi mình cũng cộng là cái phân mình kèm theo thì trong 5-7 ngày sau thì mình nhổ lên thì thấy có nó ra rễ non, rễ mọc, giúp cho cây lúa thì nó cũng trở lại cái trạng thái bình thường. Nhưng mà từ cái chỗ đó, chứ mà nếu mình không có dùng cái thuốc lắc ti và cộng với cái phân thì cái nó ra bộ rễ nào thì cái tiến trùng đó là nó ăn hết. Cho nên là từ cái chỗ mà nó ăn rồi nó làm cái bướu thì cái cây lúa là không có phát triển. Bởi vì nó đâu có bám phân, bám đất gì được. Cho nên là nó bị cây lúa, nó bị là nó suy dinh dưỡng, nó không có phát triển nữa. Nhưng mà nhờ cái thuốc lắc ti và cái phân mình bón xuống đó là giúp cho cây lúa là nó ra cái bộ rễ mới, nó phát triển bình thường. Xin cảm ơn chú. Thì đó cũng là một cái hình thức mà công ty Tân Thành đã chuyển đến bà con. Bởi vì như phần phân tích của Phó Giáo sư Nguyễn Văn Bình vừa rồi thì chúng ta thấy là khi nào chẳng đặng đừng thì bà con mới xử lý tới cái thuốc để mà rải. Nhưng mà chúng ta lại lưu ý là ở một điều là khi trên ruộng, ở những cái điểm khô thì gò cao thì mới xảy ra cái bú rễ nặng. Nhưng mà những cái điểm như vậy là không có nước rồi chúng ta không có rải được thuốc, bởi vì thuốc cần phải tan ra nữa. Do cho nên là cái biện pháp mà rải thuốc một coi như là chưa có đạt được cái hiệu quả. Phần khác nữa là còn ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật đất nữa. Thì như vậy là về lâu về dài thì nó không sinh học. Cho nên là về cái khuyến cáo thì chúng tôi khuyến cáo bà con là chủ động về cái nước để chúng ta hạn chế sự gây hại. Đồng thời là nếu trên ruộng đã xảy ra rồi thì như đây là cái ruộng của bà con mà có bị cái tuyến trùng, bà con xử lý lách ti sau đó là 5 ngày thì cái rễ mới sẽ được ra. Thì bà con xử lý là phun lách ti ở giai đoạn lúa đẻ nhánh nè, bà con phun ở đây là những cái rễ của cây lúa đã bị rồi nhưng mà bị một vài cái bú trên đó. Thì sau khi xử lý 5 ngày đến 7 ngày thì bà con có thể quan sát được những cái rễ mới ra. Thì chúng ta biết là đây cũng là sau cái đợt phân mà khoảng 18-20 ngày thì bắt đầu bà con lại cho một cái đợt phân mới, đó, đợt phân thứ hai. Như vậy thì cái đợt phân này sau khi cây lúa mà đã ra được cái bộ rễ mới như vậy thì cây lúa sẽ hấp thu tốt cái lượng phân, từ đó là cây lúa giống như là vượt qua được cái sự trở ngại do cái bộ rễ cũ bị vài cái bú đó hư đi, không có hữu hiệu cho việc hút phân. Như vậy thì bộ rễ mới cộng với cái lượng phân mới như bà con bổ sung cho cây lúa thì nó sẽ giúp cho cây lúa chúng ta vượt qua, từ đó thì chúng ta vừa có thể phục hồi được cái cây lúa qua cái giai đoạn trở ngại mà vừa bảo vệ được cái vùng vi sinh vật ở trong đất, chúng ta không ảnh hưởng đến môi trường về lâu về dài. Kẻo là chúng ta diệt vụ này như vụ sau hay là những vụ sau nữa, đôi khi lại phát sinh phát triển những cái loại dịch hại mới mà chúng ta không thể nào mà lường trước được. Dân xin cảm ơn chị Trân rất là nhiều. Thưa bà con, thưa quý khán giả, trong quá trình mà chúng tôi đi thực tế đó thì chúng tôi cũng có nhận được thắc mắc của bà con, giống như hai vị giáo sư lúc nãy có chia sẻ là một cái tuyến trùng mà nó gây ra một cái bệnh trên lúa là bệnh tim đập sần. Như vậy thì giữa cái tuyến trùng này với tuyến trùng mà gây ra cái hiện tượng bú rễ này thì chúng giống như khác nhau như thế nào? Liên quan đến vấn đề này chúng tôi xin mời, chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa bà con, thưa các bạn, thì cái hai cái bệnh tim đọt sần với lại cái bệnh bú rễ này đó, nó có nhiều điểm, rất là nhiều điểm khác nhau. Thứ nhất á, là cái con tuyến trùng tim đọt sần nó khác với hình dạng con tuyến trùng bú rễ. Con tuyến trùng bú rễ mà khi nó chui vào cái rễ, nó hình thành cái bú rồi đó, thì nó phình to ra, rồi nó có hình như quả lê. Nếu mà cái bú rễ bà con mình cắt ra, mình có thể thấy cái tròn tròn trong, thì đó là cái con tuyến trùng đó. Còn ngược lại thì cái con tuyến trùng tim đọt sần á, thì nó như con lải kim và nó không có nằm ở rễ mà nó chui vào trong thân cây lúa, nó tấn công ở cái phần đọt non của lá lúa và nó làm gây hại cho ruộng lúa. Thì đó là hai cái khác nhau. Rồi một cái điểm khác nhau nữa là con tuyến trùng tim đọt sần á, nó chỉ phát triển được ở vùng mà có nhiều nước.
tức là cây lúa mà ngập càng cao thì con tuyến trùng đó nó lây lan, con tuyến trùng đó nó lây lan trên cái khu ruộng đó càng mạnh. Còn nếu ở vùng đất mà mực nước mình giữ còn 3 phân, 5 phân hoặc là đất khô thì con tuyến trùng này không phát triển được. Cho nên là chúng ta thấy tiêm đoạt sần là nó gây hại ở ruộng lúa vào khoảng những năm sau giải phóng, chừng 5-7 năm sau giải phóng. Cho tới 1982 đó, mình làm cái đê bao rồi mình khai mương này nọ để mà mình giữ không có để cho nước lũ vào, mình quay đê mình làm ra 2 vụ hoặc là 3 vụ đó, thì với cái giống lúa ngắn ngày, mực nước thấp thì bệnh tiêm đoạt sần tự nó mất. Hiện nay nếu mà bệnh tiêm đoạt sần còn thì chỉ ở những vùng lúa mùa, thí dụ như gian của thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở một số nơi ở Long An. Còn ở đồng bằng sông Cửu Long của mình phía dưới thì chỉ còn cái diện tích rất nhỏ là có tuyến trùng tiêm đoạt sần. Còn đại đa số ruộng của bà con mình thì tuyến trùng tiêm đoạt sần nó biến mất nha. Còn cái tuyến trùng bú rễ thì nó lại sống ở trong đất mà nó lại thích cái điều kiện khô hạn. Như Phó Giáo sư Nguyễn Văn Quỳnh mới vừa nói đó, là nó rất là thích khô hạn. Ở điều kiện khô hạn thì nó mới gây hại được nha. Còn nếu mà ruộng lúa mà mình để ngập nước luôn liên tục á, không có để cho thiếu nước á, thì con tuyến trùng này rất khó phát triển. Lý do là khi nào có nước thì con tuyến trùng con nó bắt đầu nó xâm nhập vào trong cái rễ để nó gây hình thành cái bú. Còn nếu mà không có nước thì con tuyến trùng con không thể mà gây hại được, không thể xâm nhập vô được. Nó nằm ngoài đất rồi, hoặc là nó chết hoặc là nó lưu tồn trong đất, chứ còn nó không thể xâm nhập vào để mà gây hại được. Thành ra hai cái con này đó, nó khác nhau về điều kiện trồng lúa, nơi có nước và nơi không nước. Và rồi cũng có cái cách gây hại, một con thì gây hại ở dưới rễ, một con thì gây hại ở trên lá, trên trong thân. Nha, thì ra đó là hai cái cách gây hại khác nhau. Nhưng mà đối với bà con, phần lớn đội bà con mình hiện nay thì gần như là mình không còn tuyến trùng tiêm đoạt sần nữa, mà chỉ còn có tuyến trùng bú rễ mà thôi. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều. Thưa bà con, thưa quý khán giả, liên quan đến các loại côn trùng thì chúng ta phải kể đến một cái loại côn trùng mà nó phát triển rất là mạnh ở cái vụ hè thu có thời tiết nắng nóng, đó là nhện giá. Do nó có kích thước nhỏ bé và gia tăng mật số rất là nhanh, cho nên cái việc mà đối phó với chúng cũng khá là khó khăn. Ghi nhận của chúng tôi sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này. Nhện giá là đối tượng gây hại trên lúa ngày càng có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Chúng xuất hiện và gây hại cho lúa quanh năm, nhưng nhiều nhất là ở những vụ mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vụ hè thu. Qua ghi nhận thực tế, thì thời điểm nhện giá có mật số cao nhất thường trùng với giai đoạn lúa trổ, chúng tấn công bẻ lá cờ và bông lúa. Ở những chân ruộng xuống giống vụ hè thu sớm, thường mức độ gây hại nặng hơn hè thu chính vụ. Chính vì vậy, bà con nông dân thường chọn giải pháp phun ngừa định kỳ để ngăn ngừa sự phát triển của chúng trong đồng ruộng. Nông dân thì không thấy nó được, nhện giá là không thấy. Chứ con sâu cuốn lá, con sâu đục thân, thì nó cuốn cái lá lúa thì mình thấy, mình biết nó là con sâu cuốn lá. Còn con sâu đục thân thì nó ăn khô cái đọt thì mình biết là con sâu đục thân. Chứ còn nhện giá là mình không biết. Tới chừng mình thấy nó là bây giờ ở ngoài lúa mình trổ, thì là lên thấy nó bị là lép dọc đường dọc xá rồi, thì mình cho rằng là con nhện giá thôi. Giờ nông dân ta cũng ngừa hết rồi, mà ngừa khoảng chừng 7 ngày đến 10 ngày là người ta xịt một lần rồi. Xịt giáp dòng bờ, giáp dòng vuông cái cây á, người ta sẽ phải xịt diệt nó một đợt. Rồi là lúa lớn lên là ta mới xịt nó là một đợt nữa, rồi lúa là tổ sắp tổ là người ta một lần đợt nữa. Phải ngừa trước chứ mình đâu có để nó bị rồi mình trị nó không có hiệu quả. Đây là hình ảnh về hoạt động của loài nhện giá được các nhà khoa học ghi lại qua kính hiển vi. Với số lượng cá thể đông đúc, kích thước nhỏ bé, dòng đời sinh sản nhanh, đây là đối tượng dịch hại được bà con nông dân đặc biệt quan tâm trong điều kiện sản xuất vụ hè thu. Qua ghi nhận vừa rồi, chúng ta thấy là cái nhện giá nó có kích thước rất là nhỏ bé, chúng ta khó để mà nhận biết. Vậy xin hỏi là trong cái quá trình thực tế sản xuất của mình đó, chị Diễm, chị có cái cách nào mà mình nhận biết cái sự hiện diện của nhện giá trên ruộng lúa của mình không? Thì trong thời điểm mà lúa của mình bắt đầu chỗ lẹt xẹt, thì đi dòng bờ mình thấy có những chùm lúa nó bị ngã màu, vết màu của nó bầm như là cạo gió.
Thì trong thời điểm đó là mình đã nhận biết ruộng mình đã bị nhện giá. Dạ, coi như nó biểu hiện lên rồi á thì mình mới thấy, chứ mình không có thấy được cái con đó. Không, mình không thấy được, khi biểu hiện rồi mình mới nhận được. Dạ, xin hỏi tiếp là các chú, các anh nông dân bên đó có người nào là có cái cách là nhận diện tiếp không ạ? Tôi cũng chia sẻ, tôi cũng có cách, thì tôi cũng có làm vừa qua là tôi thấy lấy một viên thủy bự rồi tôi mới nhổ cây lúa ngoài đồng, thấy có cái vết cọp gió về tôi mới vũ, tôi coi, tôi có cái lúp tôi đặt là tôi cũng kêu nhiều người lại coi, không phải là mình tôi. Năm ba người nông dân gần gần đó thấy một cặp nó nhỏ như hột cám nhuyễn ha, bò con trắng này có dần dần, có nó bò giáp dòng, một cặp nó bò tới bò lui bò hoài theo cái dòng tiếng ha. Đó bây giờ thôi tôi qua nói cái con tiến trùng và bú ghệ, có thể mình mổ nó, mình lấy cái lúp mình coi như vậy có thể thấy không nhà phải không? Tôi muốn hỏi thêm. Dạ. Anh thấy cái vết cạo gió đó là ngay ở cái chắn ba của cây lúa nó mới đứng cây hay là ở trên cái bông đã trổ rồi? Cái lúc đó là bông đã trổ rồi, mình đều ngang hông á. À, trên này đây ha. Dạ dạ. À, dạ. Cho dạ. Nếu mà trước khi trổ mà chúng ta thấy ở ngay cái chắn ba của cái cây mà muốn đứng cây á, mà nếu lúc đó thì chưa có hư ở trên. À, vậy là trễ hay sao? Dạ, phát hiện trễ rồi. Cần sớm hơn. Nếu đặt ra vấn đề là cái cách làm như trên á, thì anh đã thấy được con nhện giá rồi. Rồi bây giờ anh hỏi là những cái bú như thế này, bây giờ anh muốn mổ ra, rồi anh cũng chúc lên cái kiến như vậy, rồi anh dùng cái kính lúp anh nhìn, vậy chứ hỏi nhà khoa học là có thấy không? Có khả năng thấy được cái con tiếng trùng hay không? Tiếng trùng hả? Toàn hai mấy hoa bạc dài hay sao? Kim trả lời giùm. Dạ. Thôi bây giờ tôi trả lời kéo chỗ này. Là bây giờ nếu anh cắt ra đó, anh có thể thấy cái gì, một cái u tròn, nó vòng tròn. Tại vì cái con này nó nằm ở bên trong cái bú rễ đó, nó có hình bầu dục, nó hình như là cái trái lê vậy, một đầu nhỏ dòng cái đầu phình to ra. Cái phình to ra này là nó sẽ đẻ ra trứng nha. Nếu anh cắt ngang ra anh có thể là thấy cái vòng tròn. Hiếm khi mà mình thấy được cái hình quả lê nha. Dạ, vậy là biết nó tròn méo rồi đó chứ ạ. Dạ. Dạ, thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, trong quá trình mà đi thực tế thì chúng tôi cũng nghe bà con nói gặp nhện giá thì nói là bệnh nhện giá, vậy là bà con xếp nó vô bệnh rồi, là tác nhân rồi. Vậy xin về quan điểm của mình thì phó giáo sư có thể cho biết là các nhà khoa học đã xếp nhện giá vào cái nhóm đối tượng dịch hại nào? Dạ. Thưa bà con, thì thật ra con, nếu mà nói là con nhện giá thì nó chỉ là một cái nhóm trong cái nhóm nhện, hay là nói khác hơn là nhóm động vật nhỏ, mà động vật nhỏ này nó gây hại cho cây lúa và nó tạo ra cái triệu chứng gọi là cái triệu chứng cạo gió hoặc là cái triệu chứng nám bẹ, và nặng nữa thì nó gây hại lên trên cái bông lúa, cho nên là nó có thể xếp vào trong nhóm là bệnh hại nha. Nhưng mà bệnh này là do con động vật nhỏ gây ra chứ không phải là do nấm hoặc là do vi khuẩn hoặc do virus nha. Dạ. Thì đó cũng là bệnh, mình có thể xem là bệnh được. Dạ, mình có thể xem là bệnh được. Vâng, không biết là ở phía chị Trân ở bên bàn bên kia có gì muốn trao đổi thêm với hai nhà khoa học không ạ? Về vấn đề mà để kiểm tra nhận vé thì nói chung này cũng có xem qua những cái lúc cây lúa mà bị được đứng cái thì nó có cái vết bầm, thì này xé ra thì nói chung khi mà để lên mặt kiến mình mới thấy nổi, vô nhìn qua kiến thì mình thấy mới nổi là cũng biết được con nhện giá. Dạ. Lại có anh Kẹo. Dạ, rồi dạ. Anh Dành có cái kinh nghiệm nào mà mình xử lý hay là mình đối phó với cái nhện giá này không? Nói chung cái con nhện giá thì nói chung ra thì nó ở theo cái thứ nhất là cái bụi gặm, cặp dòng gian, thì kia nói chung quản lý tốt nhất là lúc từ đầu mình phải xử lý vấn đề vệ sinh ruộng, cặp mé gian mé đê hoặc là những cái như là cặp cái giường rậm này kia, thì nói chung nhện giá thì nó ẩn trú vào nơi đó nhiều nhất. Tôi muốn nhờ chỗ anh Dành sẽ chia sẻ với bà con thêm một ý nữa, đó là có những giống lúa mà nó cũng có cái thân màu tím đó, rồi ở đây là cái nhện giá gây hại thì cái bẹ nó cũng gây giống như là cạo gió cũng tím tím như vậy. Thì tại vì hồi vụ rồi là tôi thấy ruộng anh Dành có đó, nhưng mà để anh Dành nói thì sẽ bà con nghe thì sẽ coi như là sẽ thuyết phục hơn. Là nhờ anh Dành chia sẻ với bà con vậy giống lúa nào mà có đặc điểm này. Thì chỗ cô Trân hỏi thì tôi xin trả lời nó về chỗ giống VD20, thì nói chung thì cái thân của nó, cái gốc của nó từ gốc tím lên một đoạn, còn cái vết vấn đề do nhện giá gây hại á,
thì nó có cũng vết tím bầm ở bẹ lá lúa. Dạ. Xin trả lời. Mình có cách mình phân biệt không? Anh dành cùng bà con khác thì sẽ phân biệt bằng cách là phân đoạn. Miễn khúc dưới là cái của VD, tức là ở phần từ dưới lên. Còn miễn mà từ trắng ba trở lên á, là nếu mà có xảy ra cạo gió thì là gỗ nhện vé. Dạ. Bà con mình á, thì thường nói là bệnh cạo gió hơn là nhện vé. Đúng rồi. Vé sau này người ta phát hiện là có con nhện ở trong, người ta mới gọi là nhện vé. Chứ thật ra là bệnh cạo gió, cho nên là bệnh hơn. Dạ. Rồi phía chị Trân có đề nghị các nhà khoa học giúp đỡ gì cho nông dân mình không ạ? Liên quan đến nhện vé. Thì đối với nhện vé thì các nhà khoa học có thể cho bà con cái giải pháp là làm sao để mà ngăn chặn, hoặc là trước khi mà nó gây hại đó, hữu hiệu nhất, thay vì phải để là 5-7% rồi bắt đầu mới giải pháp. Dạ, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh có thể là cung cấp những cái giải pháp để có thể giúp cho bà con chúng ta đối phó với cái những con nhện vé này. Dạ, cho nên căn bản là cũng giống như là cái con tuyến trùng bướu rễ, là chuẩn bị đất rất là quan trọng. Cái đất mà khô khô mà lồi lồi lên ở chỗ đó thường thường là nhện vé nó phát triển nhiều. Cho nên chúng ta sau đó chúng ta thu hoạch rồi thì nó vô cỏ dại nó ở, hay là lúa rài nằm ở dọc. Đôi khi phơi lúa ở trên đường thì lúc khô nó ở trong cái vỏ trấu, đến khi mưa xuống cây mạ mọc lên thì từ vỏ trấu nó ra, nó phát triển ngay ở trên cái mạ mà gieo. Cho nên nó lưu tồn rất là dữ ở trong đất với trong cỏ dại. Cho nên quan trọng là làm vệ sinh ruộng. Thứ hai là mặt bằng cho tốt và giữ nước. Đó là cái điều quan trọng trước tiên. Cái thứ hai á, mà nếu nó đã xuất hiện rồi thì chúng ta phải biết làm thế nào chúng ta phát hiện nó sớm. Chúng ta khi mà cái lúa vừa đứng cây á, chứ đừng chờ đợi nó trổ trễ rồi. Đứng cây mà chúng ta thấy ở trên ngay cái chán ba này nó có cái vết nâu nâu mà bà con gọi là cạo gió đó, thì chúng ta tách ra. Nếu mà nó có lúc nhúc ở trong đó là khi cây lúa trổ nó sẽ lên nó tấn công trên này. Còn bây giờ là nó chưa tấn công, nó chỉ ở trong này thôi. Cho nên nếu mà 10 kiểm tra bụi rải ra mà đến 5 bụi mà bụi nào tách ra cũng thấy nhiều thì phải trị nó. Trị nó ngay bây giờ, vào khoảng 3-40 ngày, 30 mấy ngày sau khi mà cây lúa đã xạ đó, tức là chưa có cái đồng. Chứ nó có đồng, nó tấn công cái đồng ở lên cái bông lúc đó đã trễ rồi. Cho nên cái biện pháp là phải kiểm tra cho đúng và phải trị cho kịp thời. Hiện nay có những loại thuốc phun lưu dẫn có thể xuyên vào trong cái bẹ lá. Và nếu mà nó ban ngày, ban đêm thì nó chui ra ngoài nó đi lên, còn ban ngày nó trốn trong đó đó. Cho nên nếu mà chúng ta phun thuốc phải phun vào buổi chiều để cho thuốc nó ướt đó, thì ban đêm nó chui ra nó mới chết. Còn ngoài ra người ta thấy nó có một vài cái loại thiên địch, nhưng mà nó thật ra chưa nhiều. Trong cái hình này bạn thấy là nó có hai cái con mà người ta gọi là thiên địch đó. Một cái con là nó là bù lạch, thấy không? Nó là bù lạch rõ ràng, nhưng mà nó bự hơn và hai chân trước nó như thế này để nó kẹp con nhện vé nó ăn được, nó bắt nhện vé. Cho nên trong cái bẹ tách ra bạn thấy đôi khi có những con bù lạch lớn lớn này. Nó ở trong đó nó chạy rất nhanh, nó bắt ăn. Cái thứ hai nữa là con kế bên đó là cái con nó cũng giống như con nhện vé, nhưng mà nó chân nó dài hơn và nó đi nhanh hơn con nhện vé nó vậy. Còn con này bắt con nó ăn. Cho nên hai cái này đó là hai cái thiên địch mà người ta thấy là cái ruộng mà ít sử dụng thuốc nó có nhiều. Mặc dù là nó không có nhiều lắm, nhưng mà nó cũng góp phần để làm cho mật số của con nhện vé không phát triển được. Cho nên trong uống ngoài tha ngay từ đầu, chuẩn bị đất, gieo xạ tốt cái đã, theo dõi cho kỹ đúng lúc, và nếu cần thì chúng ta làm thế nào chúng ta trị nó đúng cách, thì cái điều đó có thể giúp cho chúng ta có thể giảm được cái vấn đề nhện vé hàng ngày. Dạ, xin cảm ơn quá. Theo tôi nghĩ hồi nãy thì có các bà con đây cũng có nói là phun như trên phóng sự á, có nói phun ngừa cứ 5-7 ngày gì đó là phun lần, rồi sau đó mấy mươi ngày phun lần, thì tôi nghĩ là cái đó là không cần thiết. Tại vì đối với nếu mà không có nhện vé chúng ta phun thì nó không ích lợi gì hết, tốn thuốc mà nó gây hại cho môi trường. Vậy thì tốt nhất thì như thầy Quỳnh nói đó, là chúng ta quan sát khi nào thấy cái vết cạo gió
thì chúng ta phun là một. Cái thứ hai nữa thì tôi đề nghị bà con mấy cái thời điểm sau đây là thường dễ gặp cái con nhện giá nhất là 30 ngày, 40 ngày và 50 ngày. Là những cái khoảng thời gian đó bà con chịu khó ra ruộng, rồi chúng ta quan sát ở dưới cái bẹ lúa mà gian gian theo bờ ruộng thôi. Tại vì thường là nó tấn công ở gian bờ ruộng hoặc là ở chỗ gò, hơi gò ở trên trong ruộng á, thì nó tấn công trước. Thì những cái nơi đó nếu thấy có nhiều cái vết cạo gió như thầy Quỳnh nói đó, thì chúng ta tiến hành chúng ta phun thuốc. Nếu 30 ngày không có thì thôi khỏi phun. Rồi 40 ngày chúng ta quan sát lần nữa, nếu thấy có thì phun, mà không có thì thôi. 50 ngày quan sát lần nữa, nếu không có nữa thì ruộng đó sau này thì nhện giá không đáng kể nha. Thành ra là chúng ta có những cái thời điểm theo dõi để cuối cùng là chúng ta quyết định có nên phun thuốc hay không. Và phun thuốc bà con lưu ý điều này, phun phải thuốc trúng cái bẹ lúa, chứ còn phun trên lá lúa thì nó không ăn thua gì hết. Tại vì con nhện giá nó nằm ở bên trong bẹ, thì loại thuốc mà lưu dẫn được á, chúng ta phun trúng cái ngoài bẹ thì thuốc thấm vào bên trong thì nó mới giết chết được cái con nhện giá. Do đó là cách phun thuốc cũng cực kỳ quan trọng. Bà con phải phun nhiều nước tí để có thể phun xuống tới dưới cái thân cây lúa nha. Còn nếu mà gặp cái mùa vụ hoặc là cái nơi mà bà con nước nôi dễ dàng thì tốt nhất là bà con đưa nước lên trước khi phun thuốc, đưa nước lên cho tới cái chán, mình đẩy con nhện giá lên trên cao, trên này mình phun thuốc thì dễ trúng cái chỗ có con nhện giá và dễ giết chết con nhện giá hơn nha. Thành ra chúng ta cần phải áp dụng cái biện pháp ngừa trước, rồi đến khi nào mà cần thì chúng ta phun thuốc, chứ còn nếu không có thì xin đừng phun ngừa, uổng tiền. Đó là số ý kiến cùng bà con. Xin kính chào. Dạ, xoay quanh ý kiến của hai nhà khoa học vừa rồi là những cái cách mà chúng ta có thể đối phó với nhện giá, thì không biết là phía bà con có trao đổi gì thêm không ạ? Dân chị Diễm. Là tôi có phun thuốc Forcan thì thấy cái ruộng của mình nó ít nhện giá hơn ruộng chung quanh. Nhưng mà tôi muốn hỏi một điều là có cái loại giống nào có thể kháng lại nhện giá hay không? Dạ. Tôi xin lời trả lại. Cho tới nay thì chưa có cái rút đúc kết lại là cái giống nào nó kháng nhện giá hết. Nhưng mà có những giống mà nó bị nhiễm nặng và có những giống mà nó nhiễm nhẹ hơn. Thì hiện nay bà con mình ruộng nào với cái giống nào mà bị nặng quá thì những mùa sau đừng có trồng cái giống đó là tốt nhất. Dạ. Yeah. Rồi. Liên quan tới Forcan mà chị Diễm sử dụng trên ruộng mình để trị cái nhện giá, thì tôi cũng chia sẻ là Forcan là thuốc sinh học và bà con sử dụng khi mà ruộng chúng ta xuất hiện cái nhện giá, thì với cái tác dụng là tiếp xúc và lưu dẫn, Forcan sẽ giúp ruộng của bà con xử lý được cái nhện giá. Và khi chúng ta quan sát thì chỉ có cách là bà con làm và so sánh, tức là chừa ra những cái phần chúng ta không phun để chúng ta có thể so sánh được cái hiệu quả cho rõ ràng. Với Forcan thì một gói 15g bà con có thể sử dụng trên một công 1.000 m². Khán giả tên là Trần Văn Tú ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang cũng có hỏi và kèm theo hình ảnh gửi về cho các nhà khoa học như sau. Ruộng lúa tôi dài chỗ xuất hiện bông lúa lép do sâu đục thân. Tôi nghe nói có nhiều loại sâu đục thân trong ruộng lúa, vậy xin hỏi là cụ thể các nhà khoa học đã xác định được mấy loài, những loài thiên địch của sâu đục thân là gì? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Tú. Dạ, anh Tú cũng như là bà con nông dân, sâu đục thân là cái đối tượng, là cái loại côn trùng gây hại mà mình nghe rất là lâu phải không? Hồi xưa nhất là làm lúa mùa, sợ sâu đục thân lắm, bông bạc ha. Trổ rồi mà ra bông bạc coi như là tiêu, rút lên là đứt cái dưới, là diện sâu nó đục đứt dưới coi như tiêu của bông. Còn nếu mà cây lúa nó còn non, chưa trổ thì nó chết đọt, cái đọt nó chết, cũng nhổ cái đọt lên, chúng ta thấy nó đứt dưới. Thì đó là triệu chứng do sâu đục thân, nhưng rất may là hiện giờ mật số của nó không cao. Do đó những cái loại sâu thân mình thường thấy hiện bây giờ, cái loại mà mình thấy thường nhất là sâu đục thân hai chấm. Các bạn xem cái hình tôi có trình bày cho các bạn xem mấy cái hình này, thì con sâu đục thân hai chấm là cánh nó xuôi xuống như này, cánh nó xuôi chứ không phải là nó dang ngang như sâu cuốn lá ha. Như mấy nhà già ở gần cuối nó có hai cái chấm màu đen. À, cánh hơi vàng lợt cho nên gọi là sân hai chấm. Cái con này nó đẻ trứng ở trên lá, và chúng ta thấy cái phiến lá nó đẻ trứng thành từng cái trên phiến lá như thế này. Rồi cái trứng nó có tròn tròn và phủ lớp lông, lông bao
để mà đừng có ướt, để cho con này con kia đừng có ăn được. Sau đó độ chừng tuần lễ thì nó nở ra con sâu non. Lúc đầu nó bu đây, sau đó nhờ gió cái nó đưa sang mấy cái cây lân cận, thì mỗi một con sâu non nó chui vào, nó đục vào trong một cái tép lúa của mình, và cuối cùng nó ăn cái đọt non đứt ở bên trong. Cho nên nếu mà lúa non thì chết đọt, còn nếu mà cây lúa đã trổ rồi đứt cái bông trắng gọi là bông bạc. Cho nên sâu đục thân hai chấm này rất là quan trọng. Ngoài ra có nhiều loại sâu khác, sâu đục thân sọc nâu cũng vậy đó, nhưng mà con sâu nó có sọc nâu ở dọc cái thân mình. Và nếu mà con hai chấm là một cái cây lúa chỉ có con ở bên trong đó thôi, nhưng mà con sọc nâu thì một cái tép lúa có thể là 3-4 con, nó đẻ từ ổ trứng nó nở, nó xuôi xuống nó ở 3-4 con một chỗ. Cho nên nó có thể gây hại nhưng mà không lớn hơn con này. Và nếu mà nó ở như thế thì nó ăn đứt ở phía dưới, cho nên nước ngập là nó chết. Cho nên cái trồng lúa mà núa nước như bây giờ thì con này rất là ít. Trái lại nó lên trên cây bắp, trên cây lúa miếng đồ trên, cho nên cái con này hiện nay không nhiều. Hoặc là con khác gọi là sâu đục thân màu hồng, cái thân mình của nó màu hồng, bự hơn. Và nó cũng sống tập trung, cho nên bây giờ nó không ở cái ruộng lúa nước mình được, mà nó lên ở trên cây bắp, những cái cây trên này. Cho nên có 2-3-4 loại sâu đục thân, nhưng bây giờ là sâu đục thân hai chấm như tôi trình bày. Cái cánh nó màu vàng, có hai cái chấm hai bên, và phía trước nó có cái mũi nhọn này, đẻ trứng thành từng ổ trên lá, có phủ lông. Sau đó sâu nở ra, phân tán đi cứ mỗi tép vô. Nhưng mà rất may là hiện nay chúng tôi thấy có lẽ là do bị sâu cuốn lá, do bị mũi hành, do bị bú rễ nó cạnh tranh quá hay sao, mà con này hiện nay nó bớt đi. Chúng ta mong mỏi là nó sẽ bớt luôn, nhưng mà cũng phải theo dõi với những cái đặc điểm đó để bà con theo dõi. Nếu có điều kiện là nó phát triển trở lại thì chúng ta có cái biện pháp để trị nó kịp thời và hữu hiệu. Dạ, xin cảm ơn cô giáo sư. Liên quan tới sâu đục thân thì chỗ chị Diễm cũng có ý kiến muốn chia sẻ phải không ạ? Dạ, xin cho hỏi là trong một năm thì 3 vụ lúa, nhưng mà vụ nào là sâu đục thân phát triển nhiều, và lý do tại sao mà sâu đục thân phát triển nhiều vào vụ đó? Dạ, nghĩ là thay Quỳnh ạ. Dạ, cái mùa nắng không có mưa gió thì con này lại thích hơn. Cho nên cái vụ đông xuân đó, lúa non của mình lá rất là tốt, mướt, bón phân, ăn phân rất là tốt. Cho nên con sâu nó lại nó đẻ trứng từng từng ổ, nó thích hơn, không bị mưa gió, và sâu nở ra không bị mưa gió, cho nên xuống nó tốt hơn, gây ra hại nhiều hơn trong cái vụ đông xuân hơn là cái vụ hạ thu. Nhưng mà rất may là hiện nay cả hai vụ đông xuân và hạ thu mình thấy rất thấp, do đó mình theo dõi thử coi ha, nếu mà nó có xuất hiện trong cái vụ đông xuân coi chừng. Dạ. Liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của khán giả tên là Phạm Minh Tiến ở Long Hồ, Vĩnh Long. Khán giả gọi điện thoại về và hỏi như thế này: lúa tôi đã 25 ngày tuổi nhưng đã bị đạo ôn và thối gốc. Như vậy tôi phải làm như thế nào để phòng trị bệnh này? Thứ hai anh hỏi là khi phun thuốc trừ bệnh và di khuẩn quá sớm thì có ảnh hưởng tới các loại thiên địch hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho anh Tiến. Dạ. Thưa anh Tiến, thưa bà con, thì cái bị đạo ôn và thối gốc đây là đạo ôn là do bệnh do nấm, thối gốc là bệnh do di khuẩn. Mà cái lúa mà nó sụp mặt á thì thật sự mình thấy là lá nó bị đạo ôn, mình tưởng đạo ôn làm sụp mặt làm chết, nhưng mà thật sự là do con di khuẩn thối gốc nó làm cho những cái chồi lúa nó chết, cho nên là cái lúa nó mới sụp mặt nha. Bây giờ làm thế nào để phòng trị? Thì điều thứ nhất, cái quan trọng cái bệnh đạo ôn á, là nó có khắp đồng bằng sông Cửu Long và coi như mùa vụ nào cũng có hết. Do đó hễ chúng ta trồng lúa thì phải coi chừng bệnh đạo ôn. Bây giờ để ngừa bệnh đạo ôn á, bà con lưu ý vậy. Nếu mà bà con mình xả thưa ra, xả khoảng chừng 12 kg cho một công, không? Thì cái bệnh đạo ôn nó chỉ có thể có mặt sau cử phân thứ hai. Nó xuất hiện ở sau cử phân thứ hai. Còn ngược lại, nếu mà bà con mình xả dày quá, có nhiều nơi bà con mình xả tới 30 kg cho một công. Với cái mật độ xả này đó, thì khoảng 15 ngày, tức là sau cử phân thứ nhất á, từ 12 tới 15 ngày là bệnh đạo ôn nó đã xuất hiện rồi. Và nếu mà bà con mình xả dày như vậy, thì bắt buộc bà con mình phải phun một lần thuốc ở 10-15 ngày, rồi tới bón cử phân thứ hai lại phải phun thuốc lần nữa. Như vậy là chúng ta tốn tới 2 cử thuốc trong một... trong khúc đầu của vụ lúa. Vì vậy mà nếu mà mình xả thưa
thì mình giảm bớt được một lần phun thuốc. Đó là nói về cái bệnh đạo ôn. Còn một cái nữa là nếu bà con mình bón phân đạm cao quá, lá lúa mà xanh lật lìa thì chắc chắn là bệnh đạo ôn sẽ tới. Lá lúa mà xanh rồi lá xòe lá ra rồi cái nó quặt xuống nữa, bà con mình hay gọi là trùm mền á, thì chắc chắn là bệnh đạo ôn sẽ có nha. Thành ra đó là những cái vấn đề mà chúng ta nên tránh để đừng có bệnh đạo ôn. Một, xạ thưa. Hai là đừng có bón phân đạm quá nhiều nha. Rồi đối với lại bệnh thối gốc do vi khuẩn á, thì con vi khuẩn nó lây lan theo con đường nước nha. Thành ra là cái nước á, nước trong ruộng của mình có vi khuẩn á, thì nó khi mà mình tháo ra nó ra sông rạch. Sông rạch rồi cái nó đi qua ruộng khác nó vô. Do đó khi mà mình khai nước vô cho ruộng mình thì con vi khuẩn có khả năng vô ruộng. Đó là một. Bây giờ muốn ngừa thì lúc mà lấy nước á, bà con cái đường nước á, bà con làm một cái túng vôi lấy giải, bọc một cái túng vôi bột, bà con để ở ngay đường nước. Nước nó đi ngang qua, nó hòa tan với vôi thì nó giết chết con vi khuẩn, số lượng vi khuẩn vô ruộng sẽ ít. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là phải đừng để cho bị thối gốc. Ngộ độc axit hữu cơ làm cho thối rễ, làm cho thối rễ. Thì cái vết thối là cái con đường để cho con vi khuẩn nó xâm nhập vào, nó gây hại. Do đó là đừng có để cho thối rễ. Mà muốn không để thối rễ thì mình phải xử lý rơm rạ trước khi mà mình dùi xuống nha. Bây giờ câu thứ hai anh là phun thuốc trừ bệnh và vi khuẩn quá sớm thì có ảnh hưởng tới các loại thiên địch không? Thuốc trừ bệnh và vi khuẩn thì nó không ảnh hưởng tới các loại thiên địch mà của côn trùng nha, nó không ảnh hưởng gì cả. Cho nên là chúng ta có thể phun được. Nhưng mà đối với bệnh thối gốc do vi khuẩn, phun sớm không giải quyết được, mà là tốt nhất là chúng ta cố gắng làm sao đừng bị thối rễ. Là đó là cái cách ngừa cái bệnh thối gốc do vi khuẩn. Ngoài ra khi mà bị đạo ôn cộng kết hợp với lại thối gốc do vi khuẩn đó, thì bà con cần phải tháo nước ra, vì trong nước chứa rất là nhiều vi khuẩn. Và cái lượng nước lớn đó, chúng ta cũng không có đủ thuốc để mà chúng ta trị. Chúng ta tháo nước ra hoặc là tháo cạn nước. Nếu mà lúa của mình bị thối rễ nữa thì tháo cạn nước để lấy cái chất thối này ra đi. Rồi sau đó chúng ta rải khoảng 20 kg vô công, đưa nước mới vô lắp sắp ruộng. Trên này chúng ta phun thuốc trị đạo ôn cộng với thuốc trị vi khuẩn thì chúng ta có thể chặn đứng được bệnh đạo ôn và thối gốc do vi khuẩn này nha. Không cần phun ngừa, nói rõ vậy. Xin kính chào. Vâng, chị Diễm có muốn chia sẻ gì không chị? Xin cho tôi hỏi là lúa tôi ở thời điểm lúa đồng đồng tròn mình á, không hiểu sao mà nó rụng hai cái lá ở giữa thân mà rụng ngay sát vào cuống lá. Lá đồng thì còn nhưng mà hai lá giữa thân lại bị rụng. Là xin cho biết là tại nguyên nhân gì sao? Thì cái đó là cái bệnh đạo ôn cổ lá nha, bệnh đạo ôn cổ lá. Bệnh đạo ôn cổ lá là như thế này, nó cũng là nấm bệnh đạo ôn và nó gây vết bệnh đạo ôn ở trên lá mà mình không có thuốc, mà mình không có trị nó. Cho nên là ban đêm á, nó sinh ra cái bào tử ở trên cái vết bệnh đó. Rồi sương hoặc là nước mưa lắc rắc của ban đêm á, là nó kéo, nó đi ngang qua cái vết bệnh á, nó lôi cái bào tử xuống, nó đọng ở cổ lá. Thì nó xâm nhập vào, nó gây hại ở cổ lá. Cho nên nếu mà mình phát hiện ra đạo ôn trên lá, mình phun thuốc sớm, thì đạo ôn cổ lá không có. Có một khán giả tên là Nguyễn Văn Điệp ở Thốt Nốt, Cần Thơ hỏi như thế này: tổ tiên của con muỗi là con bọ gậy, vậy tổ tiên của con muỗi hành là con gì? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Điệp. Câu hỏi hay quá ha. Hay quá. Dạ. Yeah. Anh Điệp có câu hỏi hay quá. Như vậy, tổ tiên của con muỗi nhà của mình, muỗi cắn mình là con bọ gậy. Bọ gậy tức là con lăng quăng á, miền Bắc ta gọi là bọ gậy, mình gọi là lăng quăng. Có lăng quăng là sẽ có muỗi, đúng vậy. Nhưng mà không có con muỗi thì không có con bọ gậy, không có lăng quăng, phải không? Có con muỗi nó đẻ trứng xuống nước, trứng nó nở ra mới có con lăng quăng hay là con bọ gậy. Cho nên có thể giải thích một cách đầu tiên á là phải có muỗi đẻ, muỗi đực, muỗi cái bắt cặp nhau nó vô nhà cắn mình. Cắn mình chúng ta thấy nó bụng to lên là cái máu nó nuôi cái trứng của muỗi cái phát triển xong nó ra chỗ là có nước nó đẻ trứng nở ra con lăng quăng. Cho nên phải có con muỗi nhà mới có con lăng quăng. Còn cái con muỗi hành cũng vậy. Chúng ta có con muỗi hành rồi đó
thì tổ tiên của muỗi hành là gì? Con muỗi hành thì nó không có cắn mình, bởi vì nó không có kim chích, mà trái là nó ra ngoài ruộng của mình á, ruộng của nông dân á, đẻ trứng ở trên cái lá này, trứng rất nhỏ. Sau đó nếu mà có mưa đó, ẩm độ cao đó, thì nó nở ra con dòi, nó sẽ bò theo xuống ngay cái trung tâm của cái đọt non, nó chui vào nó ăn ở bên trong. Rồi sau đó nó lớn lên thì thay vì nó ăn đứt cái lá, nó ăn nhỏ lắm, ăn nhẹ lắm, cho nên mọc thành cái ống lên. Và nói có bạn nông dân nào nói đưa cái ống lên ánh sáng mặt trời, thấy trong này có chỗ đen đen, có nghĩa là nó đã lớn rồi, nó quá nhộng và nó lên trên này. Vào thời gian sau nó đục một cái lỗ thành chui ra con muỗi bắt cặp đẻ trứng trở lại. Cho nên con muỗi hành nó đẻ trứng trên cái lá và xuôi vào nó tạo thành cái ống lá hành ở dưới, rồi nó lớn, nó quá nhộng trở thành con muỗi. Thì cái dòng đời đó cũng vào khoảng một tháng, hơn một tháng. Cho nên cái tổ tiên của cái con muỗi là bọ gậy, hay là nói ngược lại, bọ gậy có được thì phải nhờ có con muỗi nó đẻ. Còn chúng ta có lá hành hay là lúa năng muỗi hành á, thì cũng có con muỗi nó đẻ trứng ở trên cây lúa. Cái nào cũng có hết, cũng có lý do hết, chứ không thể nào mà tự nó có được. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Minh Tâm ở chợ mới An Giang. Khán giả hỏi là vài năm gần đây tình hình dịch hại mới xuất hiện ngày càng nhiều, cụ thể như là vi khuẩn, đạo ôn. Xin cho hỏi nguyên nhân do đâu, có phải là do thời tiết bất lợi gây ra hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim trả lời. Dạ, thưa anh Tâm, trả lời nhanh ha. Thì đó là do cái cách trồng lúa của mình. Bây giờ mình trồng lúa 5-3 vụ, thành ra là lúc nào cũng có lúa để cho cái nấm bệnh đạo ôn nó phát triển và các cái loại vi khuẩn này nó phát triển. Thành ra nếu mà bây giờ mình cố gắng làm sao mình bỏ bớt một cái vụ lúa 5-2 vụ thôi thì cái bệnh nó sẽ giảm xuống. Thì đó là cái nguyên nhân chính. Dạ, xin chào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Bây giờ chúng tôi dành thời gian cho nhóm bà con nông dân ở phía chị Trân có thể là giao lưu với quý vị các nhà khoa học ở đây. Hai câu hỏi về đạo ôn và cái vi khuẩn vừa rồi thì ruộng nhà anh dành vụ đông xuân và vụ ba kỳ rồi cũng có bị. Cho nên là anh muốn chia sẻ với bà con cái cách mà anh đã xử lý và vượt qua cái giai đoạn này. À, xin mời anh dành. Tôi cũng muốn chia sẻ với bà con nông dân tới hôm dự hôm nay thì nói chung tôi vụ lúa vụ ba năm rồi thì nói chung do cái dặm xong thì vấn đề do bị cái vấn đề trường hợp bị đạo ôn cái gốc. Nói chung qua cái vấn đề mà để khắc phục đó, thì nói chung theo cũng như thầy Kim nói thì xả nước ra, mình xả nước ra rồi mình bơm nước lại để mình xả hết, rồi sau đó tôi mới xử lý vấn đề lấp đi trao viên cộng với ba xu. Thì nói chung ra thì khoảng chừng 7 ngày sau thì lúa nó được hồi phục lại. Thì nói chung trong đó mình cũng có dặm thêm một số phân như kali thôi, chứ ngoài ra không dặm, phải rê vô. Dạ. Cùng chia sẻ bà con sau khi hồi phục. Dạ. Cùng chia sẻ bà con. Dạ, yeah, xin mời chị Trang có những cái. Bên cạnh đó thì liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay đó, khi mà chúng tôi đi xuống ruộng của bà con thì cũng gặp một tình huống là trên ruộng của bà con xung quanh là có nhiều cây tràm. Yeah. Thì trên tràm lại có nhiều cái phấn trắng mà có dạng con bướm. Đối với chúng tôi thì trên rau rồi chúng tôi cũng có thấy rồi, nhưng mà ở cây tràm mà cận lúa nó rất là nhiều nữa. Lúc đó thì kỹ thuật của chúng tôi có chụp lại một tấm hình. Sau đây tôi muốn nhờ các nhà khoa học xem và hãy cho bà con ý kiến là cái con bướm này với lại trên cây lúa của chúng ta có liên quan gì không, nó gây hại trên lúa hay không, trong khi mà những cái diện tích xung quanh, tức là tràm xung quanh đã bị như vậy. Dân xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Dạ, có cái hình đó. Dạ, cái hình này thì tôi xem kỹ thì cái con này nó không phải con bướm, rất giống con bướm, chứ thật ra nó là con rầy. Nếu coi kỹ là nó có kim chích, nó chích trên cái lá non á. Thì cái con này nó bự chứ không phải là nhỏ đâu. Còn nếu mà cái con ở trên lúa đó, ví dụ cái vụ lúa này mà có bị rầy phấn trắng đó, bạn lấy tay bạn vỗ vỗ, bài lên như phấn nè, bị nó rất nhỏ. Nhưng mà coi kỹ nó là con rầy, cũng hình dạng cánh nó đàng hoàng, nhưng mà có kim chích rất nhỏ, thì đó là con rầy phấn trắng. Còn cái con này á,
nếu mà nó ở trên lá tràm và khi nó đẻ mặt dưới lá thì cái con non của nó phát triển, nó ra cái phấn trắng trắng trắng. Dạ, hình như làm có cái hình cái con này nó rất tròn và nó ở trên đó nó đẻ phấn trắng. Thì chúng ta thường thường thấy nhiều là ở trên cây khoai mì nè, các cái loại rau, cà chua, cải rồi cũng rất nhiều ở mặt dưới lá. Và thường thường nó đẻ trứng thành những cái đường vòng đồng tâm này rồi nở ra phấn trắng. Thì cái con này nó bự hơn. Cho nên ở trên cây tràm này tôi thấy cái hình nếu mà trên cái lá tràm chụp phóng đại cỡ đó thì nó không phải là con rầy phấn trắng trên cây lúa, mà là con rầy phấn trắng ở trên cái cây rau. Yeah. Cho nên trên cây tràm tôi nghĩ là cái loại trên rau chứ không phải cây lúa. Yeah. Cũng có là cây lúa đó, nhưng mà hiện nay thì chưa thấy nhiều lắm và cái con nó nhỏ hơn. Dạ, chúng tôi hỏi nhà bà học con rầy phấn trắng này nó tác hại như thế nào, có hại cũng như là con rầy nâu hay không? Dạ, rồi cái con rầy phấn trắng thì nó có tác hại giống như là con rầy nâu hay không ạ? Nó thường thường là nó ở trên cái lá, người ta gọi cái chỗ này mình gọi là phiến lá nè, thì nó ở trên này nó chích hút mặt dưới này, cho nên chỉ làm cho cái lá nó già, hoặc là cái lá non lên thì nó hơi quắn quắn thôi, chứ con rầy nâu nó ở nghe dưới gốc và nó chích hút và nó truyền virus rất là sợ. Con này hiện nay chưa thấy truyền virus gì, người ta nghi ngờ thôi chứ chưa có truyền virus gì. Cho nên để theo dõi xem nó có phát triển lên hay không. Nhưng mà tôi nghĩ con rầy nâu nguy hiểm hơn là con này. Dạ, xin... Dạ. Trong cái vụ mà thực tế thì trong cái vụ hè thu 2013 là có một cái ruộng ở Vĩnh Thạnh cũng có rất nhiều ruộng nhưng mà chỉ rải rác ít thôi. Cụ thể là trên ruộng của chúng tôi canh tác mà chúng tôi làm trình diễn đó thì xảy ra cái có cái ban đầu là lúa khoảng 40 ngày nó vàng. Rồi bắt đầu 45 ngày vẫn còn vàng, bà con mới ở đó mới đi mua thuốc trừ bệnh bằng lá phun xịt thì không thấy cái tác động gì hết. Sau đó bà con mới hỏi thì khi mà chúng tôi đến ruộng thì thấy có những cái triệu chứng mà quăng queo, khi mà những cái cây lúa mà chỗ sớm đó thì nó bị quăng queo ra như trên hình vừa rồi là chúng tôi có thấy được. Và như vậy thì nó quăng queo cái bông lúa rồi nó làm cho cái lá lúa nó xoắn, mà không phải như là cái lùn xoắn lá mà cái lá lúa nó xoắn, nó nhăn, nó dày lên. Sau đó thì chúng tôi mới xuống cái gốc lúa đó quơ thì không thấy được con rầy đâu, không thấy nổi, mà nó chỉ là những cái hạt bụi trắng bay bay giống như phấn vậy đó, bay. Và sau đó thì xử lý bằng cách là lấy thuốc trị rầy nâu đó thì chúng tôi phun lên, thì một ngày sau thì ra thì thấy ở trên mặt nước, tức là nó trên mặt nước là nó trắng như cái bụi gì đó. Và sau đó thì những cái diện tích còn lại thì không có bị gây hại. Thì có thể đó cũng là một cái tình huống mà rầy phấn trắng đã gây hại, có cái biểu hiện. Và chúng ta, nếu mà chúng ta phát hiện với mật số đông như vậy thì bà con có thể chưa có phải lo lắng lắm. Cái thuốc rầy nâu của chúng ta có thể xử lý được. Dạ, xin cảm ơn chị Trân rất là nhiều. Nói đến rầy thì ngoài cái khả năng chích hút á thì chúng còn truyền các cái loại bệnh rất là nguy hiểm. Vậy nhân đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim có thể cung cấp thêm thông tin cho bà con được biết là ngoài cái rầy nâu nó truyền bệnh rồi thì có những cái loại nào khác, các nhà khoa học có phát hiện những loại nào khác là nó cũng có khả năng là nó truyền bệnh nguy hiểm không ạ? Dạ. Nói về trên cây lúa đó, thì con rầy nâu mình biết là nó truyền cái bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Nhưng mà con rầy lưng trắng của mình á, thì gần đây ở miền Bắc nó truyền cái bệnh lùng sọc đen, nó cũng trở thành ra một cái mối quan trọng của miền Bắc. Rồi con rầy xanh đuôi đen thì nó truyền cái bệnh vàng lá tung rô. Nhưng mà ở đồng bằng sông Cửu Long mình thỉnh thoảng có gặp một vài bụi lúa bị tung rô thôi, nó chưa phải là vấn đề quan trọng. Giờ còn con rầy cánh phấn nãy giờ mình bàn á, thì nó có làm cho cái cây lúa nó có thể hiện cái triệu chứng như là cô Bích Trân có nói đó. Thì cái triệu chứng đó thì nhiều nhà khoa học nghi là cái là triệu chứng bệnh virus mà do con rầy này truyền. Nhưng mà tới bây giờ thì chưa có xác định được gì cả, mới nghi ngờ thôi. Thì đó là những cái con rầy mà nó có truyền bệnh virus ở tại đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi liên quan đến mũi hành. Sau đây chúng tôi xin đọc lên và nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho hai khán giả này.
Khán giả thứ nhất là Võ Văn Thanh ở dòng riền Kiên Giang, khán giả hỏi là mũi hành là tự có hay là di trú tới, có lây lan từ vụ trước sang vụ sau hay không, có loại thiên địch nào để tiêu diệt chúng hay không. Khán giả thứ hai là Hồ Thanh Phong ở Mang Thích, Vĩnh Long hỏi là có một số ý kiến nói là nên dùng thuốc hóa học để ngừa mũi hành vào đợt phân thứ hai thì có đúng hay không. Dân, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Nhân Quỳnh tư vấn cho hai khán giả này. Dạ, mũi hành cũng quen thuộc hết các bạn. Dạ. Là con khá gần đây nó gây thiệt hại khá lớn ở trong các cái đầu vụ lúa mà hiện nay tỉnh Đồng Tháp rất là lo. Thì trả lời câu cuối cùng trước, con nhớ trước là có nên phun thuốc ngừa hay không? Không. Không bao giờ phun ngừa. Phun, phải không con? Dạ, đúng dạ. Rồi. Bởi vì phun ngừa đó là mình coi như là mình không biết gì, mình cứ đi đêm mà cứ đến lúc đó mình phun. Mà trái lại mình biết rồi. Ha. Khi nào mà thấy bụi lúa nó chè rè ra một vài bụi thôi, coi lại có triệu chứng đó thì kiểm tra hết trên 10 bụi mà có triệu chứng đó mới nghĩ đến chuyện phun thuốc và phun thuốc nào cho nó hiệu quả. Trước khi rải thuốc thì có thuốc nào phun có hiệu quả hay không, có thể gọi cô Bích Trân hỏi công ty có gì hay không. Chớ rải thuốc học rất là nguy hiểm, phun cái thuốc nào mà ít hại thiên địch. Còn tự nó có hay không, không có cái gì mà tự nó có hết, cho nên nó cũng lây lan từ vụ này vụ kia. Hồi xưa đó thì nó ở trong cái vụ hè thu, gọi là hè thu muộn, mấy cái vùng ngập mặn, bị mặn như là ở vùng biển của Sóc Trăng, Bạc Liêu ở dưới đó, thì người ta gieo xạ lúa hè thu trễ hơn, bởi vì mặn mà rửa mặn rồi người ta mới dám. Cho nên cái lúc đó cây lúa non đang ở bị mưa nhiều, mà cái điều kiện mưa nhiều ẩm ướt thì cái con này nó mới nở ra, nó mới bò xuống, nó chui vào được. Cho nên vì vậy mà cái vùng đó lúc trước bị nhiều. Gần đây cái vụ thu đông ở chúng ta, thu đông chúng ta cũng gieo xạ có lúa non ở giai đoạn mưa nhiều cho nên nó bị. Nhưng mà bây giờ cả hè thu và cả đông xuân cũng bị, cho nên chúng ta thấy có thể do chúng ta canh tác làm sao, có thể do thời tiết nó bất thường sao. Những cái điều đó chúng ta nên theo dõi, bởi vì hàng ngày nó càng phát triển nhiều, cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Và thiên địch của nó cũng có đó, nhưng mà thật ra nó không có hiệu quả lắm, bởi vì cái trứng nó đẻ ra hôm nay đẻ, hai bữa sau là nở liền, cho nên thiên địch có khi tấn công không kịp. Và khi nó chui vào bên trong rồi thì có ít có con thiên địch nào mà tấn công nó ở bên trong cái ống đó, chỉ tấn công ở con muỗi bên ngoài. Cho nên có thiên địch, cho nên nếu mà ít thuốc, ruộng của chúng ta có gọi là đa dạng sinh học, có nhiều cái loài nó sống ở trong đó thì có những con nó ăn con này cho nên nó tốt hơn. Cho nên nói đặc điểm của con mũi hành như vậy. Dạ. Khi cần thiết thì bà con có thể sử dụng với Tân Thành thì là Supergen, Supergen 5XC, bà con sử dụng với 20ml trên bình 16 lít, một công 1.000m2, bà con cần 2 bình phun để xử lý. Dân, xin cảm ơn chị Trân rất là nhiều. Dân, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh có thể tóm lược lại nội dung với một câu hỏi là bà con nông dân chúng ta nên có cái quan điểm như thế nào trước sự xuất hiện và gây hại của nhiều cái đối tượng chúng ta xem là mới nổi. Dạ, cho nên đối những cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận đó thì quan trọng phải tìm hiểu cái đặc điểm của nó. Dạ. Để xem nó có đến mức đáng phải trị hay chưa, hay là còn ít. Cho nên cái cách kiểm tra như chúng tôi từng bàn, và kiểm tra đúng cái lúc mà trước khi nó gây hại để chúng ta có thể xử lý nó kịp thời thì mới tốt. Còn ngoài ra thì nói chung là cái mùa vụ chúng ta nên tổ chức cho rất tốt. Hè thu thì làm thế nào chúng ta có cái điều kiện để chúng ta phơi đất, chúng ta là diệt cỏ dại, sau đó chúng ta làm mặt bằng cho tốt, rồi chúng ta có cái điều kiện xả rồi cho giữ nước. Cái điều này hơi khó cho bà con nếu mà làm ba vụ rất là cập rập. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng làm thế nào trước khi chúng ta làm hai vụ được thì ba vụ cũng cố gắng cái này. Bởi vì cái này là cái căn bản để từ đó chúng ta làm cho cái mật số những cái con này không có cái điều kiện phát triển lên. Sau đó chúng ta theo dõi và qua những cái buổi này nghe chúng tôi nói như thế nào, các bạn đặc điểm của nó như thế nào, lúc nào là lúc cần thiết phải phát hiện nó, không có trễ. Và khi cần chúng ta phải dùng cái gì, thuốc thì thuốc gì cho nó ít ảnh hưởng đến thiên địch mà nó có lợi đó. Và bất đắc dĩ chúng ta phải làm cái gì, thì nếu mà chúng ta làm những cái điều đó thì tôi hy vọng là bà con sẽ có một cái vụ hè thu có lời. Chứ bị gì, chi phí nó rất nhiều,
đất đai, thời tiết nó rất khó khăn. Cho nên làm thế nào chúng ta phát hiện và khống chế được sâu bệnh kịp thời, hiệu quả để cho nó có lợi. Thì đó là cái điều chúng tôi muốn hỏi bà con ở trong cái vụ này. Còn bây giờ thì chương trình Sức mạnh sinh học của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được phép khép lại. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Sức mạnh sinh học kỳ tiếp theo, kỳ 45, phát hình vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 với chủ đề Ảnh hưởng của thời tiết đến sự phát triển của cây lúa. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả ở xa đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn công ty Tân Thành đã tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.